Chào các bạn, tôi là Phúc. Hôm trước là tôi đã giới thiệu các bạn về thức ăn của Cao Cao là những gì và được trồng trong mùa đông như thế nào. Thì hôm nay tôi sẽ cho các bạn biết quản lý thức ăn của Cao Cao như thế nào và tôi sẽ cho các bạn xem tôi cho Cao Cao ăn như thế nào nhé. Hiện tại thì như đã giới thiệu lần trước, tôi đang trồng lúa mì và lúa mạch trong nhà kính. Cao cao không ăn hạt mà ăn lá, cho nên tôi không trồng cho đến khi ra hạt. Lúa mì càng tươi tốt thì dinh dưỡng càng cao và cao cao cũng thích ăn hơn. Khi trồng lúa mì và lúa mạch không cần tưới nhiều nước, khi gieo hạt cho đến lúc nảy mầm thì còn nhiều nước và khi cây lớn đến một mức nào đó không còn tưới nước, lúa mì và lúa mạch vẫn phát triển tốt. Ngược lại, nếu tưới nhiều nước thì chúng có thể bị chết. Lúa mì và lúa mạch các bạn đang nhìn thấy này là được trồng khoảng cuối tháng 10. Qua 3 tháng rồi mà tuy vậy chúng vẫn phát triển rất tươi tốt đúng không? Ưu điểm khi sử dụng lúa mì và lúa mạch làm thức ăn cho cao cao là khi tôi cắt đi mà chúng vẫn ra lá lại. Đợi tôi cho các bạn xem khoảng 3 ngày trước tôi cắt chỗ này và hôm nay là đã ra được một đoạn như thế này rồi. Nhờ ưu điểm này mà trong mùa đông tôi không còn trồng thêm thức ăn gì khác nữa. Bây giờ tôi sẽ cắt thức ăn và đem cho châu chấu ăn. Bây giờ tôi sẽ cho châu chấu ăn thức ăn này khoảng một phần là một thùng. Châu chấu thì chỉ cần đãi thức ăn xuống sàn như thế này chúng không ăn được. Châu chấu đang đói, chỉ cần nghe thấy mùi cỏ là chúng liền tiến lại còn để ăn.
đang tươi này, một lần trong một ngày. Hôm nay các bạn nhìn thấy nhiều châu chấu này, có cảm giác như thế nào? Có muốn vào đây cho châu chấu ăn thử không? Hẹn gặp lại ở video sau. Bye!